Mến chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ HD, kênh cập nhật tin tức dịch Covid-19 nhanh nhất, chính xác nhất. Sau đây mời quý vị đến với phần điểm tin chính. Kịch bản giãn cách ở thành phố Hồ Chí Minh sau mùng 6 tháng 9, vẫn ai ở đâu ở yên đó. 39 chốt phân vùng phòng dịch sau mùng 6 tháng 9 tại Hà Nội được kích hoạt. Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ F0 tăng lên gần 4,7% tổng mẫu xét nghiệm. Nghệ An, một F0 từng đến tiêm vaccine ở điểm tiêm chen chúc. Đi tiêm vaccine mũi 2 về bị sốt, xét nghiệm nhiễm SARS-CoV-2. Campuchia hái trái ngọt sau những tháng phong tỏa và phủ vaccine. Trên đây là phần điểm tin dịch Covid-19 nóng nhất. Sau đây, kính mời quý vị đến với phần tin chi tiết. Kịch bản giãn cách ở thành phố Hồ Chí Minh sau mùng 6 tháng 9, vẫn ai ở đâu ở yên đó. Kính thưa quý vị, hôm nay mùng 4 tháng 9 chỉ còn 2 ngày nữa là hết thời hạn 15 ngày siết chặt giãn cách, ai ở đâu ở yên đó mà thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng, bắt đầu từ 23 tháng 8 tới mùng 6 tháng 9. Số ca nhiễm cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn còn tăng cao. Công tác dập dịch vẫn còn nhiều thách thức. Căn cứ theo số liệu của bản đồ COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh do Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cập nhật, ngày 23 tháng 8, thời điểm siết chặt giãn cách, ai ở đâu ở yên đó, số ca nhiễm trong ngày là 4.251, đến mùng 3 tháng 9, số ca nhiễm trong ngày là 8.499, tăng gấp đôi. Số ca nhiễm này chủ yếu phát hiện qua test nhanh sàng lọc F0 trong cộng đồng, tập trung ở vùng đỏ và vùng cam, vùng nguy cơ cao về COVID-19. Nhận định xu hướng ca nhiễm theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 1 trong 7 ngày từ 23 tới 29 tháng 8, test nhanh COVID-19 ở vùng đỏ và vùng cam, số ca nhiễm tăng. Tín hiệu tích cực là trong giai đoạn 2 từ 30 tháng 8 tới mùng 6 tháng 9, khi test nhanh COVID-19 ở vùng xanh, vùng được xem là an toàn, tỷ lệ mẫu dương tính trên tổng số mẫu test nhanh đã giảm. Căn cứ bản đồ COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đến hơn 0 giờ ngày 4 tháng 9 vẫn còn biểu hiện đậm đặc ca dương tính và khu vực có điểm phong tỏa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Điều này cho thấy công tác dập dịch trong những ngày tới vẫn là vấn đề đối mặt rất nhiều thách thức. Căn cứ tiêu chí để thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát được dịch COVID-19 mà Bộ Y tế ban hành hướng dẫn vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, thì cho đến ngày 3 tháng 9, hầu hết các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh chưa thể đáp ứng các tiêu chí. Vì thế, việc có điều chỉnh kịch bản giãn cách theo hướng nới hay vẫn tiếp tục siết chặt như những ngày vừa qua đều phụ thuộc then chốt vào tình hình thực tế đó. Vẫn tiếp tục, ai ở đâu, ở yên đó. Theo khảo sát ngày 3 tháng 9 của phóng viên, nhiều quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh cho hay tinh thần hiện nay là vẫn tiếp tục, ai ở đâu, ở yên đó. Quận Bình Tân là địa bàn có ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy Bình Tân, số ca nhiễm được công bố chính thức đến mùng 3 tháng 9 với tổng là 18.114 ca. Đáng chú ý qua test nhanh, phát hiện thêm khoảng 14.000 mẫu dương tính. Nhờ tăng cường cơ sở cấp cứu bệnh nhân COVID-19 nặng, F0 điều trị tại nhà được cấp thuốc kịp thời, nên số ca tử vong có xu hướng giảm. Quận đã có khoảng 330.000 người đã được tiêm vaccine, tỷ lệ khoảng 70% tổng số người từ 18 tuổi trở lên. Song qua mỗi ngày xét nghiệm vẫn có thêm ca nhiễm trong cộng đồng. Vì vậy, nhiệm vụ chính vẫn là chăm lo điều trị, an sinh, tiêm vaccine và tiếp tục giãn cách. Ông Thình nói, cũng là quận vùng đỏ COVID-19, ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch UBND quận 8 cho biết hiện chưa tính tới được cụ thể phương án giãn cách cho thời gian tới. Lý do là việc test nhanh sàng lọc trong cộng đồng vẫn đang tiếp tục và thực tế là ngày nào test nhanh cũng ghi nhận thêm ca dương tính. Một bài toán khó. Trả lời phóng viên, ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 7 cho biết đến nay, quận đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thông qua việc khoanh vùng phong tỏa, xét nghiệm thần tốc để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng nhanh nhất. Qua xét nghiệm cộng đồng, quận 7 phát hiện hơn 1.540 F0 ở những vùng nguy cơ cao. Các trường hợp F0 chăm sóc tại nhà được hướng dẫn cụ thể những việc cần làm, được thăm khám và cung cấp đầy đủ túi thuốc điều trị COVID-19 tại nhà, được gửi quà tăng cường dinh dưỡng, chăm lo lương thực cho trường hợp khó khăn. Tính đến 31 tháng 8, quận 7 đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 cho 223.846 trên 238.290 người, đạt tỷ lệ gần 94%. 39 chốt phân vùng phòng dịch sau mùng 6 tháng 9 tại Hà Nội được kích hoạt.
Kính thưa quý vị, 7 giờ sáng ngày 4 tháng 9, Hà Nội triển khai 39 chốt trực tại vùng đỏ. Theo hướng dẫn mới từ thành phố, khu vực vùng đỏ gồm 10 quận huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì và một phần địa giới hành chính của 5 quận huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Trong đó có triển khai 21 chốt cấp thành phố tại vị trí có mật độ giao thông cao, mỗi nơi 16 cán bộ, chiến sĩ, 9 chốt do quận huyện quản lý, mỗi nơi 9 cán bộ, chiến sĩ và 9 chốt do xã phường, thị trấn quản lý, mỗi nơi 4 cán bộ, chiến sĩ. Ghi nhận của phóng viên, trong sáng ngày 4 tháng 9, đồng loạt 39 chốt chặn đã được thiết lập, sẵn sàng áp dụng biện pháp chống dịch mới sau 6 giờ sáng ngày 6 tháng 9. Tại chốt chặn cầu Trương Dương, lực lượng chức năng đã triển khai 3 chốt, gồm 2 chốt chiều ra, 1 chốt chiều vào. Chốt 1 tại điểm quay đầu trước số nhà 135 Nguyễn Văn Cừ, chốt 2 Trần Nhật Duật, chợ Gạo, chốt 3 tại D401 lối lên cầu Trương Dương. Tại các chốt vừa được thiết lập kể trên, trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân, đồng thời nhắc nhở về việc phân vùng phòng dịch cũng như giấy đi đường mới sau sáng 6 tháng 9. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Thiếu tá Nguyễn Thành Hải, chốt trưởng tại D401 lối lên cầu Trương Dương, cho biết trong ngày 4 tháng 9, tổ công tác tại đây vẫn thực hiện kiểm soát theo chỉ thị 16 của Thủ tướng, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông không có giấy tờ, không đeo khẩu trang. Đến 6 giờ sáng ngày 6 tháng 9, chúng tôi sẽ đồng loạt kích hoạt việc phân vùng phòng chống dịch bệnh. Tổ công tác sẽ tuyên truyền cho người dân nắm được việc phân các vùng theo chỉ thị 20 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để người dân nắm vững, ông Hải nói. Ông Hải thông tin thêm, tại các chốt phân vùng để phòng dịch vừa được thiết lập, tổ công tác sẽ có 16 người gồm các lực lượng như công an, bộ đội, y tế, thanh tra giao thông. Chúng tôi phân công cụ thể từng lực lượng trong việc dừng xe kiểm tra, kiểm soát giấy tờ, y tế. Chúng tôi sẽ siết chặt việc đi lại giữa các vùng. Chỉ có những ai thuộc trong 6 nhóm được thành phố quy định mới được ra đường và đi lại giữa các vùng. Ông Hải thông tin thêm. Nghệ An, một F0 từng đến tiêm vaccine ở điểm tiêm chen chúc. Kính thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 9, trong số 43 ca COVID-19 mới được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin, đáng chú ý có một ca mắc trong cộng đồng là bệnh nhân từng đến điểm tiêm vaccine tập trung đông người, không đảm bảo khoảng cách tại thành phố Vinh. Đó là trường hợp bệnh nhân nam, 36 tuổi, ngụ tại phường Lê Mau, thành phố Vinh. Theo điều tra dịch tễ, ngày 31 tháng 8, bệnh nhân được làm xét nghiệm nhanh có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 1 tháng 9, người đàn ông này đến trường trung học cơ sở Lê Mau để tiêm vaccine mũi 2 theo chương trình tiêm chủng do Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh tổ chức. Đến ngày 3 tháng 9, bệnh nhân xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông Nguyễn Tam Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lê Mau cho biết, bước đầu xác định thời gian ca F0 này tới điểm tiêm vaccine là từ 9 giờ tới 10 giờ sáng ngày 1 tháng 9. Phía cơ quan công an đang tiến hành thu thập thông tin từ bệnh nhân để truy tìm những người tiếp xúc gần. Điểm tiêm trường trung học cơ sở và tiểu học Lê Mau được phản ánh vào sáng ngày 1 tháng 9, có tình trạng người dân tập trung đông người, không giữ khoảng cách phòng dịch trong thời điểm thành phố Vinh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 cao hơn một bước. Không ít người bày tỏ lo lắng vì nếu trong đám đông có F0, thì mọi người có thể bị lây nhiễm chéo. Trong số 800 người được tiêm mũi 2 vaccine AstraZeneca tại điểm tiêm này, có nhiều người là dân quân tự vệ, tổ dân phố, khối trưởng ở nhiều phường xã, làm nhiệm vụ giao hàng cho người dân, trực chốt kiểm dịch. Ngay sau đó, Sở Y tế Nghệ An đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vinh kiểm tra, chấn chỉnh và tổ chức các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn. Đến chiều cùng ngày, tình trạng tập trung đông người chen lấn tại điểm tiêm này mới chấm dứt. Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương chịu trách nhiệm tổ chức điểm tiêm, đảm bảo nguyên tắc phòng dịch, yêu cầu người đến tiêm giữ khoảng cách. Hôm nay là ngày thứ 12, người dân thành phố Vinh không ra khỏi nhà, kể cả là đi chợ. Đến nay, Nghệ An có 1.688 bệnh nhân COVID-19, hiện đang điều trị cho 1.126 người. Nguy rồi thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ F0 tăng lên gần 4,7% tổng mẫu xét nghiệm. Kính thưa quý vị, theo dữ liệu từ cổng thông tin COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, lúc 21:30 tối ngày 3 tháng 9, trong hôm nay, thành phố xét nghiệm 180.944 mẫu, ghi nhận 8.480 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều trong cộng đồng.
Như vậy, tỷ lệ F0 trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy chiếm gần 4,7% và tỷ lệ ca cộng đồng chiếm 100% tổng số ca. Trong đó, quận Bình Tân nhiều nhất với 777 ca cộng đồng, tiếp đến là quận 1 có 736 ca, quận Tân Bình 696 ca, quận 12 có 669 ca, huyện Bình Chánh 583 ca. Liên tiếp từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 12, ngày 29 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội và xét nghiệm trên diện rộng, ghi nhận tất cả ca dương tính trong ngày đều là ca cộng đồng. Riêng hôm nay mùng 3 tháng 9, số ca F0 trong cộng đồng cao nhất trong 12 ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội và cũng là ngày có số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay. Trong buổi họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày mùng 1 tháng 9, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Nam cho biết các quận huyện và thành phố Thủ Đức đang thực hiện xét nghiệm đợt 2. Qua báo cáo sáng cùng ngày của các địa phương cho thấy, tỷ lệ ca dương tính từ 3,6% trong đợt 1 đã giảm xuống dưới 2%. Như vậy, so với tỷ lệ F0 trên tổng số mẫu xét nghiệm trong ngày mùng 1 tháng 9 chiếm dưới 2%, thì hôm nay, ngày mùng 3 tháng 9, tỷ lệ này tăng thêm gần 2,7%. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết thành phố tiếp tục tổ chức test nhanh cho tất cả người dân ở khu vực vùng đỏ và vùng cam. Khu vực vùng xanh và vùng vàng sẽ làm xét nghiệm RT-PCR. Cụ thể sẽ tổ chức lấy mẫu gộp 5 cho vùng vàng và mẫu gộp 10 cho vùng xanh. Tính từ 17 giờ ngày 2 tháng 9 đến 17 giờ ngày 3 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.499 ca COVID-19 mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố đã có tổng cộng 241.084 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Đi tiêm vaccine mũi 2 về bị sốt, xét nghiệm nhiễm SARS-CoV-2. Kính thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua, từ 18 giờ ngày 3 tháng 9 đến 6 giờ ngày 4 tháng 9, tỉnh này ghi nhận 43 ca dương tính SARS-CoV-2 mới. Các địa phương ghi nhận ca dương tính mới trong 12 giờ qua gồm Diễn Châu 23, thành phố Vinh 12, Yên Thành 4, Hưng Nguyên 2, Nam Đàn 1, Anh Sơn 1. Trong đó có 4 ca cộng đồng tại các huyện Hưng Nguyên 2 ca, thành phố Vinh 1 ca và Nam Đàn 1 ca. Cụ thể, trường hợp thứ nhất là nam, sinh năm 1985, trú Tân Thành, phường Lê Mau, thành phố Vinh. Ngày 31 tháng 8, anh Quân được làm xét nghiệm có kết quả âm tính. Ngày 1 tháng 9, bệnh nhân đến trường trung học cơ sở Lê Mau để tiêm vaccine mũi 2. Ngày 3 tháng 9, anh Quân xuất hiện sốt và được lấy mẫu gửi bệnh viện Sản Nhi làm xét nghiệm. Ngày 4 tháng 9 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Trường hợp hai nữ, sinh năm 2003, trú xóm 1, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên. Ngày 3 tháng 9, chị A được lấy mẫu làm test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 1 cho kết quả nghi ngờ, sau đó được lấy mẫu gửi bệnh viện Ung Biếu. Ngày 4 tháng 9 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Trường hợp thứ ba là nữ, sinh năm 1945, trú xóm 1, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Ngày 3 tháng 9, bà S được lấy mẫu làm test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 1 cho kết quả nghi ngờ, sau đó được lấy mẫu gửi bệnh viện Ung Biếu. Ngày 4 tháng 9 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Trường hợp thứ tư là nam, sinh năm 1980, trú xóm Đồng Phong, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn. Sáng ngày 3 tháng 9, bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 1 cho kết quả nghi ngờ, sau đó được lấy mẫu gửi CDC. Tối ngày 3 tháng 9 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Ngoài ra, có 3 ca ở thành phố Vinh phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng lần 2, lần 3 trong vùng phong tỏa. Đó là trường hợp bệnh nhân nam, sinh năm 1990, trú khối 1, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh. Ngày 2 tháng 9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng lần 3. Tối ngày 3 tháng 9 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Như vậy, tính từ đầu vụ dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.668 bệnh nhân COVID-19 ở 21 địa phương. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên 537 bệnh nhân. Lũy tích số bệnh nhân tử vong, 5. Số bệnh nhân hiện đang điều trị, 1.126 bệnh nhân. Campuchia hái trái ngọt sau những tháng phong tỏa và phủ vaccine. Kính thưa quý vị, hôm mùng 2 tháng 9, chính quyền tỉnh Siem Reap, Campuchia bày tỏ mong muốn sớm mở cửa 60% số trường công và gần 100% số trường tư trên các địa bàn có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thấp.
Quyết định mở cửa sẽ được đưa ra dựa trên đánh giá của ủy ban, bao gồm quan chức địa phương, phụ huynh và những cá nhân có liên quan. Tuy có chiều hướng tăng nhẹ trong những ngày gần đây, về tổng thể, số ca mắc mới COVID-19 trong ngày tại đất nước Chùa Tháp đã giảm đáng kể so với đỉnh dịch đầu tháng 7. Thành quả này của Campuchia đến từ các biện pháp phong tỏa và đặc biệt là tỷ lệ tiêm vaccine cao hàng đầu trong khu vực. Và dù số ca nhiễm vẫn ở mức hàng trăm kể từ tháng 8, Campuchia đã duy trì được số ca tử vong chỉ ở trên dưới 20 ngày và đang tiếp tục giảm xuống dưới 15. Phong tỏa và giới nghiêm. Đợt dịch ở Campuchia bắt đầu từ sự cố lây nhiễm cộng đồng 20 tháng 2, xuất phát từ việc một nhóm người Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly tại Phnom Penh. Kể từ đó, con số ca nhiễm ở Campuchia gần như liên tục tăng, nhưng chỉ bắt đầu bùng phát mạnh vào tháng 4. Ngày 15 tháng 4, khi số ca mắc COVID-19 tại thủ đô Phnom Penh và vùng phụ cận có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng, chính phủ Campuchia quyết định phong tỏa thành phố này và khu vực Tak Khmao, tỉnh Kandai để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Theo quy định này, người dân khu vực phong tỏa không được đi ra khỏi nhà, trừ các trường hợp thiết yếu. Việc di chuyển của người kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, có vấn đề khẩn cấp về sức khỏe, xét nghiệm hoặc tiêm chủng COVID-19 và một số hoạt động khác. Người dân cũng được phép ra khỏi nhà để mua thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác, nhưng giới hạn ở mức tối đa 2 người một hộ và không quá 3 lần một tuần. Các cửa hàng kinh doanh thực phẩm, nhu yếu phẩm vẫn được phép hoạt động, nhưng phải áp dụng quy tắc giãn cách xã hội và giảm lượng khách ra vào. Cảnh sát Phnom Penh tỏ ra khá mạnh tay với các trường hợp vi phạm lệnh phong tỏa. Đại tá Santosh Sheha, người phát ngôn cảnh sát Phnom Penh, tuyên bố lực lượng chức năng sẽ sử dụng biện pháp giáo dục cứng rắn, bao gồm phạt bằng roi. Do mở tiệc giữa lệnh phong tỏa, Thiếu tướng Ong Chan Thuốc, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát Quốc gia Campuchia, bị bắt đêm ngày 16 tháng 4, bị tước quân hàm và bị phạt tù sau đó. Chiến dịch tiêm vaccine. Bên cạnh việc phong tỏa, Campuchia cũng tích cực triển khai chiến lược tiêm vaccine. Theo Khmer Times, tính đến ngày 1 tháng 9, nước này đã tiêm vaccine cho 9.321.664 người trưởng thành. Trong số đó, 8.211.272 người được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Như vậy, Campuchia đã hoàn thành hơn 93% mục tiêu tiêm vaccine cho 10 triệu người trưởng thành mà chính phủ nước này đặt ra. Chiến dịch tiêm chủng vaccine của Campuchia khởi động ngày 10 tháng 2 với 600.000 liều vaccine do Trung Quốc viện trợ. Chiến dịch này được đẩy mạnh từ đầu tháng 5 với sự tham gia của quân đội. Khmer Times nhận định tốc độ tiêm chủng đã gia tăng đáng kể từ thời điểm đó.